Tại thị trường Ninh Bình, nếu như trước Tết Nguyên đán, các mặt hàng thủy hải sản có mức tiêu thụ khá mạnh, thì sau Tết lại có phần trầm lắng. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Ninh Bình, các mặt hàng hải sản tươi sống như tôm, cá, cua, mực khá dồi dào nhưng lượng bán ra được rất ít. Nguyên nhân được cho là hiện nay người dân không có tâm lý tích trữ mà thường mua sắm một lượng vừa đủ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong ngày của gia đình. Cùng với đó, tâm lý chi tiêu thời điểm dịch bệnh được thắt chặt hơn, trong khi một số mặt hàng như tôm, cua có giá khá cao, tăng khoảng 10 đến 15% so với thời điểm trước Tết, nên sức mua của người dân có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Tôi đi từ hôm mùng 4 Tết thì hàng hải sản thì nói chung là sau Tết thì nó cũng lên ít chút. Mà mỗi hôm mùng 4 là đắt hàng, sang đến ngày mùng 5 là ế. Coi như là lượng dân ý là mua cũng kém hơn mọi năm, mua ít lắm. Nên là ế. Giá tôm thì là trước thì là 33 nhưng bây giờ là lên 35. Hải sản tươi sống là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng và sử dụng trong bữa ăn gia đình bởi độ đạm và dinh dưỡng cao. Các loại hải sản như tôm, cua, cá cũng được người dân của nhiều địa phương trong tỉnh nuôi thả, phát triển trong những năm gần đây nên nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, sau Tết, sức mua chậm cũng khiến cho người dân và nhiều tiểu thương lo lắng bởi đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập bị giảm đáng kể.